Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi đi vào cái đầu Tech UD 501 cũng như là phân biệt các cái đầu giải mã của Tech cả nhà ha, thì em giới thiệu đến cả nhà mình các cái bộ chuyển đổi tín hiệu cao cấp của Lukman. Với các cái bộ chuyển đổi tín hiệu AV vào 4 ra 1 ha, hoặc là vào 1 ra 4 như thế này, thì cái con này bình thường em bán là 2,5 triệu. Hiện tại thì em đang nhập về được với giá tốt ha, nên em sẽ bán cho cả nhà mình với giá 2,2 triệu, đẹp như mới cả nhà ha. Quên, em xin lỗi, 2,3 triệu bao ship cho cả nhà mình nha. Và cái bộ chuyển đổi tín hiệu loa ở dưới nó cũng đồng giá ha, 2,3 triệu cả nhà ha. Đặc biệt đợt này em có về một cái bộ chuyển đổi tín hiệu ba lăng cả nhà. Đây là bộ chuyển đổi xài cơ giống như ba cái bộ chuyển đổi tín hiệu này. Ở trên này là mình bộ chuyển đổi tín hiệu AV nè, ở dưới này là một bộ chuyển đổi tín hiệu ba lăng, ở dưới này là bộ chuyển đổi tín hiệu loa. Hai cái bộ này là chuyển đổi tín hiệu AV cả nhà ha, và ba lăng tín hiệu đầu vào. Thì mình có bốn đường vào cả nhà ha, đánh dấu là 1, 2, 3, 4 ha, và ra một đầu ra. Hoặc cả nhà mình có thể xài ngược lại ha, cho một cái đầu vào ở đây và ra 4 cái ly ở đây đều được cả nhà. Ở đường dưới này, đường ba lăng này cũng vậy ha, nó xài cơ nên mình có thể cho là 4 cái đầu vào đây ra một cái đẩy ha, hoặc là một cái đầu ray ra đẩy ra âm ly ra vang ha. Đó, cái bộ này thì giá của nó rất là cao nha cả nhà. Cái bộ này giá ở bên Nhật của nó là tới hiện tại giá niêm yết một cái bộ mà mới là tới 94.000 yên cả nhà ha, tức là 18-19 triệu ở bên Nhật á. Còn nếu mà một cái bộ mà đang được niêm yết không có hộp nè, thì nó cũng có giá là tới 90.000 yên cả nhà ha, rất là cao, 17 triệu á. Tuy nhiên thì cái bộ này và rất là hiếm ha, một năm nó chỉ có một vài bộ thôi. Cái bộ này em sẽ bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 15 triệu thôi cả nhà ha, 15 triệu và là tức là bằng giá mua bên Nhật thôi. Đó, thì em mua về cho nó phong phú mặt hàng. Rồi, cái bộ ở trên là bộ chuyển đổi tín hiệu AV. Thì cả ba cái con này có cùng chung một kích thước cả nhà ha. Chiều ngang này là 38 cm cả nhà ha. Cái chiều cao này là 7 cm, và chiều tính từ đầu này tới đây là 7 cm cả nhà ha. Nếu mà thêm này nữa là thành 9 ha. Thì đây là bộ chuyển đổi tín hiệu AV cả nhà ha. Vào 4 ra 1 hoặc là vào 1 ra 4 xài cơ đều sử dụng được. Ở đây có một cái để mà mình giảm nhiễu ha, khi mà sử dụng các cái thiết bị có tần số, có tín hiệu thấp ha, giống như là đầu băng cối cả nhà. Đây là cái bộ chuyển đổi tín hiệu AV ha, mã của nó là AS44 cả nhà ha. Cái này có giá là 8 triệu cả nhà, 8 triệu ha. Dạ, mặt nó bằng nhôm xước cả nhà ha, bằng nhôm xước, anh chữ Lukman ở đây. Đây là hàng cao cấp cả nhà ha, giá của nó cũng không rẻ. Nếu cả nhà mình bình dân thì xài cái bộ 2,3 triệu này thôi. Còn đây là dành cho những cái hàng khách hàng, cho những người cái bộ vàng cao cấp tí cả nhà ha. Thay vì mình mua một cái âm ly thì mình mua cái bộ chuyển đổi. Rồi, còn đây là bộ chuyển đổi tín hiệu ba lăng có giá 15 triệu cả nhà ha, 15 triệu. Và đây là mặt trước của nó, như em nói tất cả đều có cùng kích thước cả nhà ha, cùng kích thước hết. Và nó cũng là xài cơ ha. Con này nó có ký hiệu là AS45 cả nhà ha. Thì cái bộ này á, bộ này bác nào cần hình ảnh thì em sẽ gửi hình ảnh cho mình. Nó hình như là có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà không đáng kể cả nhà ha. Nói chung là vẫn còn rất là đẹp, rất là đẹp cả nhà ha. Đây là bộ chuyển đổi tín hiệu ba lăng cả nhà ha. Rồi, còn đây là cần hai cái ở dưới là bộ chuyển đổi tín hiệu loa. Thì mình có thể xài như sau: mình cắm dây vào đây ha, mình luồn nó vào đây và siết vào, hoặc là mình cắm cọc bắp chuối ở trên này xuống cả nhà. Đó, đều được ha. Thì một âm ly ha, đánh ba cặp loa, hoặc là ba cái âm ly đánh một cặp loa đều được ha. Những cái con này thì đều đẹp hết cả nhà ha. Cái con mà không có hộp thì có giá là 11.500.000. Còn cái con mà có full hộp này, đẹp xuất sắc, có hộp này ha, trùng seri, thì nó sẽ có giá là 12.500.000 nha cả nhà. Đó là các cái bộ chuyển đổi tín hiệu cao cấp của Lukman. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình con Tech UD 501 cũng như là cách phân biệt các cái đầu Tech nha cả nhà.
Em xin lưu ý với cả nhà mình một điều như sau ha, là đối với cái bộ chuyển độ tín hiệu ba lăng này, do tính chất đặc biệt của các cái cổng ba lăng cho nên mình chỉ có thể sử dụng một chiều thôi cả nhà ha, là mình lấy bốn tín hiệu của bốn cái đường đầu vào và đường ra là ở đây cả nhà ha. Với các cái chân cắm này thì mình không thể xài ngược lại cả nhà, bởi vì mình xài ngược thì chân nó không biết nó làm sao. Với cái quy định là đây là đường ra và đây là đường vào cả nhà ha. Các cái cọc này là các cái cổng ba lăng này là ba lăng vào và đây là ba lăng ra, thì mình chỉ có thể xài xuôi ha, vào 4 ra 1 thôi nha cả nhà. Em xin đính chính lại chỗ này. Em nhầm mà em quên là nó khác với cái đường AV. Đường AV thì mình cắm sao cũng được, nhưng mà đường này nó là quy định rồi. Đây là đường vào và đây là đường ra. Mình chỉ có thể xài được 4 vào và 1 ra thôi cả nhà ha. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em lại về thêm một con tích UD501 cả nhà ha. Thì sẵn có UD501 ở đây thì em cùng với cả nhà mình đi xem các cái đầu UD khác để mình có thể phân biệt được cả nhà ha. Ở phía dưới này là một con tích NT505 cả nhà. NT là cái chữ net cả nhà ha. Thì cái NT này là nó, con này nó vừa có cổng USB nè, rồi nó lại vừa có thêm cổng mạng ở phía sau ha. Mình có thể kết nối và có Bluetooth luôn, có đầy đủ ha, cổng mạng này, cổng Bluetooth, rồi cổng USB luôn. Đó là con NT505. Con này hiện tại đang có giá là 22 triệu cả nhà ha. Ở đầu kèm với lại dây nguồn khiển zin. Em tặng kèm cho mình một sợi dây quang cả nhà ha. Và phía trên này là con UD503. UD503 thì nó bình thường cả nhà ha, nó không có cái Bluetooth gì hết. Tuy nhiên con này thì cái volume của nó là nó chỉnh được cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy cái hai cái kết cấu nó giống nhau ha. Tuy nhiên con ở dưới này thì cái chữ nó to hơn, cái chữ nó to hơn ha. Và dưới đây là cái tai phone, dây tai phone của nó cả nhà ha, bằng đồng. Còn ở đây dây tai phone của nó đồng đỏ ha. Còn đây là đồng vàng. Và đây là nút volume ha. Volume này có thể chỉnh được lớn nhỏ khi giải mã cả nhà ha. Con này volume này cũng thế. Và đây là nút chọn nguồn cả nhà. Chọn tín hiệu vào. Và cái màn hình của con này thì chữ nó là chữ chân phương bình thường, giống như cái con UD501 cả nhà ha. Và mình cũng có thể chỉnh được volume. Rồi, đó là NT là UD503 cả nhà ha, UD503. Cái con mà tích UD501 thì nó lại không giống với những con còn lại, giống như cái con tích UD301 này cả nhà. Cái này mình có thể chỉnh được lớn nhỏ cả nhà ha, khi mà mình gạt cái nút ở đằng sau. Nhưng con UD501 thì nó không chỉnh được âm lượng cả nhà ha. Và mình chỉ có thể chỉnh cái đây, nó ở đây nó ghi cái chữ này này chị nhà, phone level. Tức là sao? Tức là nó chỉ chỉnh được cho cái đường tai phone này thôi, nó không chỉnh được cho nguyên cái máy cả nhà. Khi nào mà nó có mỗi cái chữ volume này không á, tức là nó chỉnh được cho cái máy cả nhà ha. Chỉnh được cho cái máy à, có cái chữ volume này không thì nó chỉnh được. Còn mà nó có cái chữ phone level ở đây thì nó chỉ chỉnh được cho đường tai phone thôi cả nhà ha. Nó không chỉnh được âm lượng khi mà mình giải mã. Thì con UD501 nó có cái hạn chế như thế cả nhà. Rồi, cái con 301 thì nó có thể ra cùng lúc hai đường. Nhưng mà UD501 thì mình phải chọn đường ra cả nhà ha. Mình phải chọn cái đường ra của nó là đường ra RCA hay là đường ra ba lăng. Chứ mình không ra đồng thời hai đường được. Đối với UD501 cả nhà ha. Các cái con dưới thì mình cũng chỉ có thể chọn một đường thôi. Chỉ có mỗi cái con này là nó ra được hai đường cả nhà. Còn dưới này là mình phải chọn đường ra ha. Chọn nó ra, một là đường RCA, hai là đường ba lăng cả nhà ơi. Rồi. Đây là con hai cái con dưới này thì em đã có giới thiệu đến cả nhà mình rồi. Có clip riêng rồi. Riêng hôm nay em giới thiệu tới cả nhà mình con UD501 này. Và đặc biệt đợt này thì em sẽ có một cái giá rất là tốt cho cả nhà mình nha. UD501 ha, cùng với dây nguồn zin của nó ha, lúc nào nó cũng có cái chống nhiễu ở cái mát ở đây, và một sợi dây quang ly tông em sẽ bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 9.500.000.
bao ship nha cả nhà. Em bao ship cho cả nhà mình luôn. Đó, cả nhà mình chuyển khoản đủ cho em bao ship ha. Cọc 15% giá trị máy nhận hàng trả tiền thì em không bao ship nha cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi con Tech UD 301 này thì giá của nó vẫn là 7 triệu cả nhà ha. Vẫn là đẹp xuất sắc, chỉ thiếu mỗi thùng xốp. Hoặc nếu cả nhà mình muốn lấy thùng xốp thì em có hai con thùng xốp màu bạc ở kia, nó có giá 7.500.000. Hoặc là đối với Tech UDH 01 ha, 5.500.000 có thùng xốp cả nhà. Đó. Con này em cũng có còn một con màu đen không thùng xốp cũng có giá 7 triệu ha. Em bán ra kèm với lại dây nguồn và dây quang. À, bao ship cho cả nhà mình. Con này được sản xuất năm 2016 này cả nhà ha. Còn đối với con UD 501 này thì nó được sản xuất năm 2013 cả nhà ha. Được sản xuất năm 2013. À, đây là con UD 301 cả nhà ha. 301. Thì bên này đây là đường AV này cả nhà, đường AV màu đỏ và màu trắng ha. À, đây là đường ba lăng ha, còn hai đường này là đồng trục để vào ha. USB B đường quang vào cả nhà. À, con này được sản xuất năm 2013 cả nhà ha. Số seri của nó là 0837 cả nhà. À, 0837. UD 501 cả nhà ha. Đó, mình chỉ có thể lựa chọn là nó xuất âm đường ba lăng hoặc là xuất âm đường RCA thôi. À, riêng với UD503 thì mình đặc biệt là mình có thêm cái đường analog in. Đó. Còn con ở dưới là con NT thì có Bluetooth ha, có cổng mạng LAN luôn. Đó. Phân biệt để cho cả nhà mình biết được các cái đầu UD để cả nhà mình quan tâm tới dòng giải mã tích thì có thể biết rõ được ha, phân biệt được các cái đầu này. Đó. Chức năng của nó tổng quan là như thế cả nhà. Rồi. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip nha. Dạ. Yeah.